Xin chào mọi người nhé. Hôm nay cửa hàng này sưu tập được rất nhiều những mẫu chai rượu đẹp mà được giới thiệu mọi người. Và đặc biệt là trong những dịp Tết như này thì những chai rượu nhỏ nhỏ như này mà mang các bạn mang biếu tặng thì cũng rất chi là ok. Ngoài ra để mình đi sưu tập rất nhiều mẫu rượu để mọi người có thể những bình rượu như đẹp như này thì mọi người hoàn toàn có thể để trưng bày tủ. Những người là có tủ nhỏ nhỏ mà để lên trên kệ tủ thì rất chi là đẹp. Thì ở trong này cái cốt rượu thì là mình sẽ tùy chọn, có thể là rượu sẽ là ngâm như đây. Ở đây mọi người thấy là có đông trùng hạ thảo và sâm trường bạch này. Đấy, đây là một những mẫu rượu rất là đẹp. Vòng ngoài hoặc là chỉ có thể có cốt sâm không, hoặc là có cốt đông trùng không. Và một dòng rượu nữa đó là dòng rượu A Lử, thì mọi người cũng biết đến rồi. Đây là một thương hiệu riêng của bên mình và cũng được anh em đón nhận chi là và phản hồi rất là tốt. Đấy. Mọi người nhìn đây là bên mình đang có khoảng tầm 7 loại mẫu rượu, mẫu bình rượu rất chi là đẹp mắt. Đằng xa xa này mọi người nhìn thấy đây là một cái bình rượu gọi là bình rượu đế vương. Đấy, mẫu bình này cũng đang rất chi là đưa chỗ mọi người này. Đấy, các bạn thấy nhé, mình sau này quay trực tiếp để mọi người xem thấy cái độ hoàn thiện của cái bình rượu này. Đấy, rất chi là đẹp. Cái mẫu bình này là mẫu bình 700ml và làm bên trong nhé, cái là cái đỏ đỏ đây mới nhé. Các bạn nhìn cái phần đỏ đỏ đấy nó là phần bình rượu, bây giờ để đựng rượu và nó hoàn toàn là bằng thủy tinh, đâm ra là mọi người đựng rượu thì cũng rất là đảm bảo về để đảm bảo chất lượng của rượu. Và nó có một cái khay chụp để bảo vệ. Đấy. Nó sẽ có 4 màu mới nhé. Có màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Xanh gọi là xanh nó sinh ra trời, xanh cái biển nhé, là 4 màu mà nhé. Rất là đẹp. Ngoài ra thì có những cái mẫu rượu như cháy cô như này. Đấy. Cái này mẫu này là mẫu của rượu này là rượu mẫu này là người ta gọi là hay được gọi là những rượu cao lương đấy. Trái rất chi là đẹp. Mọi người thấy không? Đặt rất chi là bắt mắt luôn. Rồi mẫu như này. Để những bình rượu như này để mọi người trưng thì khá là ổn, đẹp. Đây rượu A Lử rồi thì mọi người biết rồi. Ngoài ra thì có những cái mẫu này là mẫu bình trụ rồng này này. Đấy, rất chi là đẹp mọi người mà nhé. Những mẫu rượu như này thì là hoàn toàn là các bạn mua vỏ bên mình cũng có thể cung cấp, hoặc là mua cốt sẵn thì nó chỉ giá nó chỉ khoảng tầm từ 150.000 một chai. Đây đã có cốt đến sẽ cao hơn một chút nữa là nó tùy vào cái lượng cốt mà cái rượu cốt của bên mình các bạn muốn mua. Các mẫu quả cầu này cũng rất là xịn sò mà nhé. Cái này là hoàn toàn là bằng đấy, nó là đấy đựng hoàn toàn là bằng gỗ mà nhé. Đây, mình sẽ cầm lại cho mọi người xem. Cái chai rất chi là hay, mình tự khá là thích đấy, khá là lặng, nhưng nó chứa được khoảng tầm 2 lít rượu thì phải. Nên mọi người chưa có thì có thể xem là đây là mẫu rượu này là cốt rượu đông trùng hạ thảo rồi, chi là đẹp. Thì mọi người mình sẽ lên những combo thả Tết có rượu, có trà, hoặc là có những cái thực phẩm chức năng mà nó rất là tốt để mọi người có thể uống vào dịp Tết cũng như là quà tặng dịp Tết rất là hay mọi người nhé. Rồi ok, thì mình lên được mấy mẫu rất là đẹp như vậy thì mọi người nếu có nhu cầu có thể mua cả bộ như này, mình cũng sẽ đóng cho cả bộ hoặc là đóng buôn lẻ từng chai một mà các bạn thích mẫu nào thì có thể liên hệ trực tiếp với mình thông qua cái số điện thoại là 0986 357 365. Cái Zalo thì hiện tại bên mình đang full thì mọi người có thể kết bạn qua cái số Zalo là 0986106518 nhé, hoặc là gọi điện trực tiếp cho mình sẽ chủ động kết bạn với mọi người. Rồi ok, thì ngoài ra những cái mẫu bình nhỏ nhỏ như này thì còn rất nhiều những loại bình to đẹp mà hơn nữa thì chắc là mọi người cũng biết mình rồi, mình cũng không giới thiệu như thêm nhiều nữa. Thì mọi người có nhu cầu về những loại thảo dược quý hiếm của núi rừng Tây Bắc cũng như là rượu ngâm, đồ ngâm rượu thì liên hệ với cửa hàng đặc sản 365. Rất cảm ơn mọi người đã xem clip của bên mình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những clip sau.